Rồi, quay lại vấn đề tầng 2. Như pháp chất thấp thì có rất là nhiều như vậy. Hồi anh sẽ qua cái tiêu chuẩn. Anh sẽ giải thích cho mấy bạn chia 4 thì làm thế nào, ra thế nào, cuối cùng sẽ làm sao. Về mặt lâm sàng, đặc trưng của những pháp chất thấp vẫn là cái khớp nổi trên và bàn tay, đây là cái khớp mà bị thường xuyên cho nên thường nó vẫn là cái đặc trưng của những pháp chất thấp. Đặc trưng của những pháp chất thấp là bàn tay thì khớp bàn ngón tao, cái này là cái mũ hoặc cái màng gọi là cái màng hoặc 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 cái mà
Có một số tình huống khi mà tình trạng viêm tái đi tái lại nhiều lần, cái nang này không hấp thu kịp, từ từ cái nang này nó bị sơ hóa dày lên, tự có là hấp thu thành sao viêm tái vậy. Nếu mình thấy tiểu mẫu lấy ra hoặc là mẫu thực từ lấy ra thì trên cơ thể có một số cái nang, khi các bạn cắn một nang các bạn sẽ gặp cục mềm mềm. Anh lấy ví dụ như là ở biểu tai có nang mặc được đau mình. Các bạn có bệnh hiếm lắm, hiếm sẽ ra lắm, tôi chưa thấy luôn. Cổ tay là thường nha, đau bụng gối mặt sau đó, mặt sau gối có một cái nang gọi là nang hay là két Bacchơ b bò a ga e r các lô không phải hốt gối. Cái két Bacchơ này không Bacchơ xuất hiện, không phát hiện nó Bacchơ hỏng luôn. Lúc cái kim vô hút lấy nước ra nó sẽ lại một ngày nào đó viêm tụt bình thường lên rồi, còn cái kim để nó sẽ phẫu thuật mổ vô ốc lấy hết cái hàng lấy ra. Còn cái nang mà ở cái cổ tay thì thường nó sẽ tự hấp thu, còn nếu muốn nhanh hấp thu thì xưa có cái hàng nó chơi là lấy cái đồng thu để lên lấy cái tay cái đồng bông nó sẽ tự hấp thu. Ủa cái đồng đó là làm gì? Bể ra viêm thôi, hấp thu. Không ai làm gì đó là ra không? Nó không chứ ra. Rồi viêm gốc dạng thấp là một cái bệnh lý viêm mãn tính kéo dài, biểu hiện nhiều cấp. Thì cái nang chỗ này là bị thường xuyên. Anh gặp rất là nhiều bệnh nhân viêm gốc dạng thấp bị nang đây. Đây là cái triệu chứng thường tình trạng viêm mãn tính và nhiều cấp thường sẽ rất là bị. Viêm gốc dạng thấp là một cái bệnh lý tạo nang nhiều. Cái này là cái bàn tay bị dính dạng nha. Các bạn coi viêm gốc dạng thấp thì đầu tiên là nhìn cái mô bàn tay xanh. Cơ gian đốt bị teo, và teo cơ gian đốt. Gian đốt là giữa hai đốt, teo cơ gian đốt nha. Gì nữa? Cái cổ tay biến dạng, to ra, bự lên nha. Khớp bàn móng gần, khớp bàn móng gần to ra. To gan tốt, xin lỗi, cái này là tốt bàn móng to gan, còn cái này gọi là tốt bàn móng gần to gan. Tốt bàn móng xa thì sao? Bình thường. Câu này phải nhớ, nếu bệnh nhân viêm gốc dạng thấp mà mình khám được bệnh nhân có triệu chứng ở tốt bàn móng xa. Tốt bàn móng xa là tốt bàn cái này nè, tốt bàn móng xa có hai bàn tay thì coi lại chẩn đoán đi, hình như là mình chẩn đoán sai. Viêm gốc dạng thấp không có triệu chứng ở các bạn không xa, đây là đặc trưng của bệnh. Và thực tế là hiện khi bệnh nhân mà triệu chứng có dấu hiệu viêm gốc dạng thấp mà mình khám ra được triệu chứng của các bạn không xa, để mình biết lên cái móng mình thấy hư không nữa, ra bệnh viện viêm gốc phải nớt hai hôm đó đi dễ cho dễ bị nhầm lắm. Viêm gốc phải nớt triệu chứng đau khớp mà viêm gốc dạng thấp khác nhau chỗ nào? Đau khớp bàn móng xa, cái thứ nhất. Cái thứ hai là đầu, cái mấy cái đầu móng nó bị hư móng. Và da đôi lúc có vảy, đôi lúc không. Vảy nến là gì? Vảy nến là mình lấy cái đèn cày đốt lửa lên để nghiêng qua nó chảy lên mặt bàn, lấy móng tay chửi cái móng.
gọi là quẩy nến, thì bệnh nhân bị viêm khớp quẩy nến sẽ rớt cái những miếng như vậy. Thường là bệnh nhân sẽ đi ở bác sĩ da liễu, thì bác sĩ da liễu sẽ làm tốt thì cho ba cọng đi quyết cho cái thuốc con nó hết. Nhưng mà thực tế trong cái điều trị thì không phải vậy, sẽ phải dùng thuốc điều trị mà bác sĩ cơ xương khớp điều trị. Bệnh nhân anh nói từ đầu bệnh nhân hay đi nhầm vào cái chuyên khoa khác do cái đặc trưng triệu chứng mà chúng ta phải đến biểu hiện cái da, cái qua da. Nhưng mà cái bệnh nào cũng là bệnh tự miễn thì nó không có bác sĩ cơ tự miễn nó tốt là chính bác sĩ cơ xương khớp trị. Còn tự miễn ở tuyến giáp thì bác sĩ tuyến giáp dùng như tiêu giáp Hashimoto. Còn tự miễn ở tiêu hóa, ví dụ như cái bệnh Crohn thì kia thì bác sĩ tiêu hóa trị. Thì rồi trên bàn tay các bạn thấy ngón tay này, các bạn không cần co ra, các bạn đọc cái lý thuyết các bạn thấy gọi là ngón tay hình thoi. Ngón tay hình thoi là gì? Là nó vẽ cái hình này từ đây nè, vẽ ra đây đường, vẽ ra đây, vẽ ra đây, rồi vẽ ra đây, cái khác ở giữa nó bị bình ra, gọi là hình thoi. Ngón tay hình thoi là như vậy, là do cái khớp bàn ngón gần tình trạng viêm to ra, to ra. Bàn tay ngón tay cổ cò squamax trong cái sách thì chắc thầy cô có đưa các bạn squamax là ngón tay nó dùng từ tiếng Anh là ngón tay cổ cò. Hôm qua Việt Nam mình không biết ai sáng tạo cái này, ngón tay cổ cò là gì, là cái bàn tay biến dạng thôi chứ có gì hiện nay là biến như này. Có thể cái này là anh đang cố gắng tạo ra cái hình để cho nó bị khớp dạng thấp không ra giống được đâu. Nhưng mà trong bệnh nhân mà bị khớp dạng thấp thì không, ngón tay sẽ có tư hướng cong cong như này, cái cổ cò vậy đó. Mà cong cái đó gọi là cong tự nhiên, biến dạng tự nhiên chứ không phải là mình lấy tay mình đang giữ cái tư thế gọi là ngón tay cổ cò. Gì nữa, cổ tay hình làm đà, đứng làm đà, không biết làm đà đứng nước châu nào, một bù hay hai bù, là chắc còn làm đà một bù. Có nghĩa là gì? Cổ tay này nó bự lên này, ngón tay biến dạng nó bẻ xuống như này, bệnh nhân mới là lên Google sẵn hình này nhiều, nhưng mà anh không biết là khó hiểu được anh sử dụng gọi là bàn tay hình đĩa. Hình cái đĩa dễ hiểu hơn, cái đĩa là gì? Ăn cơm sườn, cái sườn có cái đĩa, cái đĩa thì nghe cái đĩa ốc lên cái bàn cầm vô thì cái chỗ mà xin kim để nó bù đó nè, bàn tay của người thì cũng có thể thấp cái hình kia, cái cong lên như vậy. Bàn tay gối khổ, cái sách các bạn sẽ có sách kinh thiết rất là nhiều sách có gối khổ là gì? Chớ hỏi mình phải chùm được xíu không? Ví dụ như các bạn tưởng tượng cái ông bà sinh không dễ cơn gió này, dễ gì? Dễ chiếc lá. Cho nó sao? Dễ cái đường cỡ 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 cỡ. Nó phải là bị chó vô. Cái gì dạng chó, bị chó vô như vậy. Không phải là bị được, không có dễ chùm được xanh hơn, hiểu là cơn gió. Thì đại khái nó là cái bàn tay nó bị dạng câu 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 thì cũng như bàn tay. Cái chữ bàn tay gió hỏi thì nó cảm giác nó có một hình chữ sách, có nghĩa là cái bàn tay là chụp á, có nghĩa là cái đầu ngón thì đi về hướng, cái cổ tay thì đi về hướng, cái là sẽ hẻo như này, giống như là cái nó hẻo làm được. Nó tại khá là những cái từ đó nói chung là cái tay thì biến dạng, có nhiều cái tình hình dạng khác nhau để cho mình đoán được cái biến dạng, để mình biết cái gì tốt dạng thấp. Đây là những ngón tay, nãy nói là dùng những ngón tay cổ cò nè, cổ cọng nó không tự nhiên, đâu cần phải là... Cái này không phải là bệnh nhân ngót gì nghe, mà là nó hình chỉ, cũng như là hàng ngày người ta đánh để vậy hả? Cái ngón tay vậy đó, cái gì nè, như là nó cong sẵn không vậy, có nghĩa là không phải là người ta đang cố tình ta làm cái âm mà người ta hình chỉ luôn. Có nghĩa là những cái người này là không còn sinh hoạt cá nhân được rồi, có nghĩa là không còn tự đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, làm vệ sinh. Những người này là phải có người khác phục vụ, không tự làm được, biến dạng hết là không tự làm được. Ngón tay này bàn tay là bàn tay sự thật, không phải là không phải là bàn tay người ta đang biểu diễn mà bàn tay sự thật, thế là biến dạng như vậy. Thì như vậy còn làm gì cầm nắm được nữa, đâu có cái đầu được đâu, ví dụ vậy. Trong cái nghiên cứu dạng thấp thì trước đây thì người ta nói về những cái tổn thương xương thì sao lại không thích cái thì thường cái hình này bệnh nhân mà chụp được hình thì là tắc đầu rồi, bệnh quá nặng, biến dạng là trên thiết quan là bệnh là hai cái đó làm sao, xu hướng của anh là cố gắng ba sáu tháng đầu tiên phải nhận ra được bệnh,
trên thường chúng mình không vỡ kẹt xuống, anh hẹn 3 tháng sau quay lại cho anh kiểm tra lần nữa, không đạt nữa, sau 3 tháng kiểm tra cuối cùng nếu như không đạt nữa thì sẽ anh bệnh này chỉ có thể thấp thấp. Còn nếu không thì thường là sau 3 tháng hoặc là sau 6 tháng kiểm định thông qua những tiêu chuẩn sẽ có bệnh có thể cho mình chẩn đoán ra. Còn hình ảnh tiếp quan là cái gì? Tiêu chuẩn cũ, tiêu chuẩn xa xưa là tiêu chuẩn thấp, tiêu chuẩn quá trời cũ mà đòi hỏi biến dạng kiểu tóc là mình sẽ thấy được cái hình ảnh gọi là hình ảnh gì? Erosion. Erosion là hình ảnh bào mòn xương, có nghĩa là các bạn để ý cái góc xương đây, các bạn thấy là cái này gọi là gì? Đốt đúng không? Đốt xương đúng không? Đốt xương vàng nón đúng không? Vàng nón đúng không? Thì ở đây em thấy cái góc này, em thấy không? Cái hình đỏ đỏ không? Nè, mấy cái lọ, mấy cái móc luôn nè. Có nghĩa là hình ảnh mà xương không bị vô, mà góc vô. Thì mấy cái góc này, cái đầu này, mấy cái đầu này, một cái móc xương, một cái đốt xương như vậy, nó có bốn cái đầu. Thường nó ngay cái góc này, nó bị. Hiện tại người ta không sử dụng cái kỹ thuật này nữa. Hôm kia tôi nói với bạn, con hái rồi bạn, con phát em dry, trong cái phần mà mình quốc á. Chụp hơn cái này lên, nó có bự lên rất là nhiều lần. Chỉ cần đổ nước nhỏ chút xíu, ta thấy là chúng ta đây nhìn bằng con mắt thường thấy vậy là đã hủy xương rất là nhiều, các bạn ai là cũng vậy. Mà bệnh nhân mà anh muốn lấy cái hình này mà anh làm dữ liệu lên nói sinh viên, anh lựa đại bệnh nhân làm biến dạng rất là nhiều chụp sẽ có. Còn nếu một bệnh nhân như có bạn mắt biến dạng nhẹ nhẹ chụp không khác cái này không chụp sử dụng được. Nhưng mà chụp cái tiêu chuẩn mà chụp tiếp quan hay cổ bàn tay thẳng là rất là không phải coi hình này đâu nha. Mục đích của anh khi mình cho bệnh nhân chụp chiếc quang hay cổ bằng tay thẳng cho bệnh nhân khớp dạng thấp, anh muốn coi là cái xương này nè, xương hình kế tiếp nè, cái xương chỗ này nè, cái xương này có bị dính hay không, có bị viêm hay không, đây là những cái bị nhanh nhất nè. Còn chờ nó không bị gọi là họ là quá trễ. Cho nên thường là anh cho chụp chiếc quang hay cổ bằng tay thẳng, mục đích của anh là coi cái xương này là 10 cái xương này nè, coi có vấn đề gì hay không nha. Đây, cái này là bị thương nặng hay cho nên mấy em thấy cái xương nó bị viêm dính ở trên nè. Mấy xương nhỏ nó bị viêm dính khác ở trên nè. Cái này là nếu mà mình đến thì bệnh khám là thấy cổ tay đang xương bự lên, to lên, nó là trùng. Còn đây là những cái bị xương, bị sụn xương, bị mạng quạch dịch cho nên con tay các bạn thấy con tay nó to lên. Con tay này cho cái này nó bự lên nè. Xương nó dày lên, nó là bị xương sụn, từ từ khó quá, khó quá. Cho nên dễ nhập cái tiêu chuẩn nó là to, vô trạng như thế đó. Đây là bàn tay biến dạng, bàn tay biến dạng là thường là nó gió thổi bị chết thì nó biến dạng. Đây là hình ảnh bị biến sụn xương ở khớp ở gối. Đã nói gì có dạng thấp không phải là bị bàn tay trong, bị tất cả các khớp trong cơ thể. Bàn tay đầu tiên không? Sau này các bạn thấy dính. Cho nên nó có một cái tình huống mà bệnh nhân bị cút lại, bắt thực xét lại hết, tất cả các khe khớp nó dính lại hết. Đây, khớp háng, khớp cùng chậu dính lại luôn, dính sát hết. Bệnh nhân sẽ chiều cao thì háng lại. Tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Cái này sẽ có kỹ để bằng tiêu chuẩn học các bạn, tiêu chuẩn học năm và các bạn bằng học năm nhé. Để các bạn chia sẻ nghe được càng tốt. Cho đó là điểm hiện tại chẩn đoán viêm khớp dạng thấp cả hai hiệp hội ACR OLA OLA châu Âu ACR Mỹ là hai ông trường không thích nhau mà nếu hai ông này mà đồng ý được cái tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn nó thường có giá trị tạm chấp nhận được so với tiêu chuẩn vàng. Tiêu chuẩn vàng là nội soi khớp để coi cái tổn thương nào hoặc dịch trong cái viêm khớp dạng thấp nó không làm được gì đó đâu. Tại vì muốn nội soi tốt thì phải có cái máy nội soi tốt và phải được đào tạo giống như là nhà tinh thể Urac gì đó. Cho nên nội cái tiêu chuẩn vàng là nó là tiêu chuẩn phụ. Tiêu chuẩn phụ các bạn thấy tiêu chuẩn phụ mà em sẽ nói về tiêu chuẩn phụ 1987 tiêu chuẩn xưa lắm rồi, nó đứng dậy một đông thấy tiêu chuẩn này mới hơn, nó độ nhạy tốt lắm. Nhưng mà chứng độ nhạy tốt lắm cho nên nó bị thành hiệu dương tính giả. Cái gì mà nhạy quá thì nó sẽ bị giả, nghĩa là không phải nó mà cái khác. Rồi cái tiêu chuẩn đầu vào là gì? Cái gì cũng có tiêu chuẩn đầu vào, có ít nhất một cái khớp định nghĩa là có bị queo, bị sưng. Làm sao biết khớp sưng?
người bệnh thứ hai chính là người bệnh triệu chứng cơ bản là sốt làm sao. Bác sĩ ơi, người bệnh chúng ta đau, nào mỗi cái thân tay tôi đau nào, không có đau, tôi đau phải 2 tuần rồi mình thấy không, tôi thấy cái chỗ sốt đau này mà so với trước khi cô đau nó bự hơn, to hơn, bự hơn, to hơn trên mặt hình dạng của bệnh nhân bị đau, cảm giác to hơn lúc trước khi bị. Kế tiếp đó là cảm thực thể. Cảm thực thể là có động tác nhìn viêm là sưng nóng rõ đau, sưng là thông qua động tác nhìn thấy mình sẽ so sánh, so sánh cái lớp sưng đó cái lớp còn lại. Thường là nếu mà mình không làm những ngành nghề đặc biệt thì những cái lớp bàn tay mình có xu hướng mình gần bằng nhau, chỉ có là cái tay thuận nó sẽ to hơn cái tay bên nghịch, tay bên thuận làm gì cái tay to hơn một ít. Và ở một số ngành nghề đặc biệt thì sử dụng một ngón để làm thì cái ngón sẽ có xu hướng to hơn ngón còn lại, ví dụ vậy. Thông thường cái gần bằng nhau thì mình sẽ đánh giá bằng con mắt có spelling không. Nếu mà có triệu chứng đó thì mình bước qua bước thứ hai. Bước thứ hai này là thông qua 4 cái phần mình khám trên lâm sàng và mình làm ở lâm sàng mình chẩn đoán. 4 phần đó gọi là ABCD. Trong đó cái tiêu chuẩn B và C bắt buộc phải có một tiêu chuẩn. Nếu không thì cái tiêu chuẩn này mẹ chẩn đoán sai hết. Sai nên là bệnh nhân thì không quá có nhiều tốt để có thành viên có chẩn đoán hết. Tại vì tiêu chuẩn nó cũng có sinh. Nó có viêm khoảng 15%, còn gối là khoảng 30%. Có viêm là bệnh nhân có bắt lớp thì có những swelling này. Và nếu mình lấy không bắt lớp mà nhiều lớp thì bệnh nhân sẽ bị đau trên vùng tớp, trên vùng tớp nhỏ mình được 5 điểm mà. Và hỏi thời gian trên 6 từ 1 điểm và 6 điểm đủ chưa được nhân tốt nhưng tốt nhận thấp. Cho nên cái A với cái D, nếu các bạn lấy cái A cái D các bạn sẽ đón B, C không có điểm nào. Các bạn lấy A, D đủ điểm vừa đủ 6 điểm thì các bạn sẽ nhận tốt nhập qua một cái bệnh gọi là thoái quá nhiều khớp, không có biểu hiện viêm như là tình trạng bệnh nhiều. Vậy thì A là cái gì? Rất là dễ hiểu đúng không? Một khớp lớn thì 0 điểm, 2 đến 10 khớp lớn 1 điểm, khớp lớn khớp nhỏ khớp 10 ở giải phẫu đã hướng dẫn rồi đúng không? Nó còn cái nguồn dữ liệu của bạn đấy, các bạn có nhận thấp tổng đó nè là của bây giờ các bạn thành tiến sĩ Bùi Hải Bình nè, trong cái lớp cái trang bác sĩ học chú trong tên là anh ấp vào năm 2013 trên cái trang bác sĩ học chú trong tên là cái bài giảng đó là cô Nguyễn Thị Hồng Lan soạn. Cô Nguyễn Thị Hồng Lan là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lan là phó giáo sư tổng thống Việt Nam sắp tới cũng 14 xuống nó vàng. Thì trong đó cô định nghĩa cho các bạn lúc nào là lớn, lúc nào là lớn nhỏ, lúc nào là lớn nhỏ luôn. Cô định nghĩa cho các bạn luôn. Cảm giác lên cái trang bác sĩ mà chú chấm lên vô cái phần thấu quá lớp cái bạn đọc thêm, có nhìn thấu đọc thêm. Và thấy trên đó cũng có trước đây, trước năm 2015 chứ gì là ông đó lúc đó ông cái thời là ông là nội chú, bác sĩ nội chú. Rồi sau đó ông là thạc sĩ, ông thêm nó không có bài nữa. Nhưng sau đó học tiến sĩ xong cũng mới ra trường giờ viết bài thì không làm gì khác mà cút 15 nữa luôn. Cút 15 như đã nói anh mới đi học nghĩa thì chung với ổng hồi đó giờ đâu biết tên mặt ổng đâu, bây giờ thấy tên ổng trong cái trang bác sĩ của chúng trong tên cách đây 5-7 năm về trước thấy tên ổng thì Bùi Hải Bình của mình bữa đó giờ xe lên họ cũng được đọc cho Bùi Hải Bình cũng biết mặt ổng ổng là nói chung là cái nhóm bác sĩ của chúng trong tên là cái nhóm của bác sĩ của chú ta làm ra để ta chia sẻ tài liệu. Rồi, rất là dễ đúng không? Khớp lớn thì mình đếm thôi, cái này còn là màu đếm không? Khớp sàn là màu đếm thôi. 2 cái lượng khớp lớn thì có 1 điểm thôi. 1-3 khớp nhỏ thì được 2 điểm. 4-10 khớp nhỏ là được 3 điểm. Lớn hơn 10 khớp, trong đó có ít nhất 1 khớp nhỏ là được 5 điểm. Thông thường một bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thường trên 10 khớp. Bàn ngón tay là viêm khớp gầu đúng không? Bàn ngón là nó có gầu, khớp bàn ngón gầu
khớp bàn ngón, cổ tay, còn chân bên chi, đúng không? Tay chân cộng lại cũng được rồi. Tại vì trên bàn tay có đến hai dãy rồi, khớp bàn ngón gần, khớp bàn ngón, hai dãy rồi là được rồi, hai bên. Cho nên mà có ít một khớp nhỏ, kéo tiêu dịch thì là bạn sẽ. Nếu bệnh nhân mà những khớp dạng thấp mà rõ ràng khám phát hiện được, còn cái giai đoạn đầu thì chỉ có một tay đó là bỏ tay nha. Dùng những ngón nhỏ chữa, chỉ có hai ngón thôi là có hai, đúng không? Giờ muốn phát hai bàn tay nguyên một băng, hai băng luôn mà hút người rồi, như vậy thì được năm điểm. Cho nên có giải pháp khám thì tiêu chuẩn cũng dễ. Nếu bạn đi bốn thì tiêu chuẩn mà cái khớp nhỏ trong kia thì mình đọc cái bài đó mình sẽ hiểu thôi. Mình chỉ cần mình hỏi, mình sao mình hỏi được. Mình cố gắng mình hỏi được chữ một, mình sẽ nói với mình đường ẩu nha. Nhưng có giải pháp khám kỹ lắm, phải hỏi. Khớp một đầu tiên anh phải xác định rõ trừ. Cô ơi, cái đầu ngón, cái dấu cái khớp này nè, khớp này của cô có bị không? Chỉ cho anh thấy có bạn không xa á. Đầu tiên phải rõ trừ cái gì có giải pháp. Có bạn không xa có bị không? Nếu không có bị thì cầm nó vô thì cấp lấy cái cô có bị không? Bệnh nhân thường có bị, nó rồi hỏi út có bị không cô, nhẫn có bị không cô, giữa có bị không cô, nhỏ có bị không cô, thì có họ rồi đó qua tâm này hỏi tiếp, hỏi xong có là hỏi cái cấp bạn có cấp bạn có, cho đó hỏi hai cái cấp cột hai cái cấp cổ tay bị không, hai cấp quỷu, mình hỏi từng cấp một hai có hai cổ chân, cấp bạn móng chân, hỏi từng cấp một chỉ được chỗ có đau không, có là chết cộng lên tính điểm. Thì chỉ cần bị 10 khớp, có một khớp nhỏ đủ năm điểm của cái tiêu chuẩn sáng thường mình đang chọn 5 điểm. B là nói tới một cái bệnh lâm sàng gọi là yếu tố thấp, rheumatoid factor. Nếu mà trước học trước năm 2002 đến về trước thì yếu tố thấp mình chỉ có một cái xét nghiệm là LRF. Từ 2004 cho đến sau khi có một số cái đề tài mà Việt Nam cho một số anh chị của khoa cơ xương khớp bệnh viện này làm thì lúc đó mình sử dụng cái anti-CCP vô để mà mình góp phần để cho cái độ nhẹ độ chuyên để phát hiện của bệnh nó giảm thấp được tốt hơn. Thì các bạn biết cái anti-CCP lên Google sản phẩm cũng đang nó thịt ra nó sử là kháng thể kháng siêu lưu vọng, anti là kháng thể CCP thì từ kháng thể kháng sinh vòng thì cái này nó có độ nhẹ đầu tiên có RF và hiện tại mình làm lâm sàng mình bắt buộc thử hai cái RF và TCCP. Nếu mà thử cái này ra mà âm tính hoặc là dưới cái giá trị ngưỡng thường chỗ anh làm là số 20 thì thường mà nó thấp hơn số đó thì gọi là không có gì hết là không điểm. Và nếu mà trên cái con số đó bên anh nào người ta định lượng có đến số mà một số chỗ khác lấy quen chúng vô đó rồi là định lượng chỉ có màu không có màu thôi là dương một âm thôi. Còn bên anh nào thì thường họ sẽ chỉ con số nha. Thì nếu con số mà dựa con số bình thường hoặc là đúng que thì nó chỗ nào đó là dương thì mình gọi là dương đến hoặc là tăng thì tiên đoán như vậy thì hai điểm. Nếu mà cái số liệu này mà tăng gấp 3 lần thì chắc phải qua cái cơ sở nào có định lượng này. Phải tính con số thì bình thường là dưới 20 thì tưởng ra là 70. Có nghĩa là trên 3 lần. Trên 3 lần thì tăng cao như vậy thì được tới 3 điểm. Cái C là đã có tình trạng, tôi là tình trạng viêm. Tình trạng viêm này cái câu này các bạn nhớ. Sau này thì các bạn nhận số bệnh mà muốn xác định bệnh lý thì đôi khi chỉ cần kết luận bệnh có viêm không viêm cũng là loại trừ. Có những bệnh nào có những viêm, có những bệnh ở những không viêm và cái bộ viêm này các bạn nên nhớ thì học thuộc lòng. Bộ viêm thì thường nó quen bộ viêm qua có ba phần, cái này là bộ viêm chuẩn nha. Còn thứ nhất là về đó nên cho thử về đó bắt buộc ghé định cũng phải thử thời gian giờ lâu cũng phải thử giờ 2 tiếng hồ nghe. Còn mấy cái máy tự động chạy một tiếng quất cứ áp phải chờ đủ 2 giờ chứ chạy nửa tiếng hồ rồi một số máy chạy ra máy tự động sai. Cứ đến là tốc độ lắp mắt cầu mình sẽ chạy 2 giờ, giờ 1, giờ 2. Cái thành phần bộ viêm thứ hai là CRP và thành phần bộ viêm thứ ba là bạch cầu trong ống thông máu. Chỉ cần anh sử dụng bộ đó thì anh có thể đoán được một số bệnh nó sẽ phù hợp. Anh lấy ví dụ bệnh gút, người ta nói là bệnh viêm cấp, như vậy thì viêm cấp phải tăng
rất là cao, trên 100. C cộng D tăng rất là cao và gấp mấy chục lần. Dù giá trị bình thường thì có chỗ đúng không? 5, 7, 10 thì có chỗ, có anh là 5, dù vậy nó tăng gấp mấy chục lần. Và bằng đầu thì nó tăng vừa mấy ngàn. Trong những tốc điện thấp này, giá tăng không? Tăng. Lúc nào cũng tăng. Nhưng mà có lúc tăng cao, có lúc tăng ít. Nếu mà tôi có giải pháp đó, các bạn cũng chưa cho thuốc kháng viêm vô, tôi ớt khoảng 80%, nhưng mà nó không tăng bằng từng bước là 100 mấy luôn. Còn với ớt trên 100 có thổ lại không? Và khi các bạn cho thuốc kháng viêm vô rồi, tôi ớt sẽ về được thường không? Khi cho thuốc kháng viêm vô rồi, từng bước có còn sẽ về được thường không? Bệnh gút khi cho thuốc kháng viêm vô với ớt là bình thường. Bệnh viêm khớp dạng thấp khi cho thuốc kháng viêm vô là NSAID là còn tiêm huyết vô với ớt là bình thường không? Viêm khớp dạng thấp là bệnh viêm mạn tính, lúc nào cũng tiêm hết nhưng mà ít nhiều hơn ít thôi. Và cái bệnh này là tình trạng viêm và là viêm rất là nặng nề. Lên lúc nào trong cái viêm hết, cho dù em cho xét và họ tiêu huyết, bệnh nhân hết đau luôn rồi, các bạn sẽ hết sinh luôn, nhưng mà tưởng lại đi, qua đó chúng ta sẽ tăng sâu, đau là hơn lấy 4 độ 5 độ như thế. Cho nên đây cũng là một cái kỹ thuật để mình phát hiện của bệnh nhân này có bị viêm hết nhà thấp hay không. Hay lấy ví dụ đến mình giai đoạn sớm quá, mình khám, mình cho thử qua SCLV tăng lên, mình nghĩ là tình trạng viêm, mình cho kháng viêm vô, sao một bệnh thì sao? Nếu mà tưởng lại, khám lại lúc đó bệnh nhân hết đau, hết sưng lên trên rồi, tưởng về ACLV là bình thường thì sao? Khả năng bị viêm khớp dạng thấp rất là thấp. Nếu mà mình thử lại, mặc dù bệnh nhân hết sưng, hết đau, hết viêm trên rồi, mà trên lâm sàng về ACLV vẫn còn tăng, thì nó, mặc dù vẫn kia chưa xuất hiện, mà nó hẹn bệnh nhân 3 tháng sau quay lại đi. Lúc đó, khi mà bạn phát hiện sớm, bạn cho được RF trên PCCP, không thay đổi. 3 tháng sau quay lại thử một cái tăng cho mình. Nên đây là cái cách bộ viêm rất là quan trọng. Còn có quá khớp thử cái không sao? Có quá khớp mà các bạn thử bộ viêm mà đang nói VSCLV trong thuốc kháng thử là cầu bình thường 80% có quá khớp thử ra bình thường. Cho nên một bệnh nhân vô không biết quan điểm giữ bước có quá khớp làm gì. Cái bộ viêm nó bộ viêm thì sao? Bút thì sao? Tăng cao bút nhẹ. Còn có quá khớp thì bình thường và là tăng nhẹ thôi. Nhất là những bệnh nhân mà đau khớp cũng như là đau khớp một số khớp mà nó giống giống nhau với bệnh bút thì nó quá khớp như thế nào? Làm sao phân biệt không quá khớp với khớp nhẹ khác? Thế thử lần đầu tiên mà mình giải viêm không có gì hết bình thường. Bệnh nhân đau nhiều khớp. Trong đầu của bạn như thế gì? Khớp quá nhiều khớp. Đang có bộ viêm bình thường mà xét nghiệm là bộ viêm bình thường. Còn nếu mà bộ viêm nó tăng lực đứng lên lên 20-40 thì tăng rất đông, không có việc được. Nhưng tốt nhạc khắp về tình trạng viêm cũng tăng lực đứng lên lên. Thối quá khớp ở những trường hợp thối quá nhiều khớp, tình trạng khớp thì nặng, tình trạng viêm cũng đứng lên lên. Như vậy thì làm bằng cách gì? Cho hút kháng viêm vô, cho NSAID, cho tiêm huyết vô. Nếu vậy thì sao? 2 tuần, 1-2 tuần gì đó tình trạng đau viêm sao? Nếu mà không bị nói em về làm như vậy, nếu mà không bị bảo số người bảo gì đó, người sao gì đó thì sao? Đẹp chờ hắn hay đẹp chờ nó không có tay hắn đẹp chờ thì sao? Thì thấu quá lớn đi cho hắn viêm cho thì sao? Bộ viêm nó trở về bình thường. Mà nếu mà mình thử lại bộ viêm nó vẫn còn đứng lên tơ lơ nhẹ nhẹ thì sao? Được nha. Mình hiểu cái bệnh nào có viêm, mình nào không viêm. Một số cái thuật tình nhẹ thì như vậy đã giúp phát hiện được bệnh rồi. Còn muốn chính xác nữa, thằng ấy nói là bộ viêm này không phải là tiêu trừ vàng để chẩn đoán bệnh nha. Chỉ là một cái gọi là cái kỹ năng lâm sàng khi mình sử dụng, không như một cái đó một cái công cụ để mình đoán vậy đó. Một cái công cụ để mình coi phân nhóm này là như thế nào đó, cái này mình sử dụng công cụ để mình đoán. Kể cả mình viêm một số chứng khớp hay là viêm một số chứng khớp đầu, có rất là nhiều chẩn đoán nhầm viêm một số chứng khớp. Cũng thì đưa qua cũng này lên đó rồi. Trong khi đó rồi cũng nằm ở nhóm nào rồi bắt đầu là sử dụng tiêu biểu vàng lên đánh vô. Tức là cái thời gian giờ đi thăm bệnh còn có tiền túi giả mà. Có tiền túi giả mà các bạn cho xét nghiệm mà sai lầm thì sao? Không tiền. Nhưng mà
trong những khớp em cho anh bệnh nhân tưởng là AV phải xét nghiệm nó một triệu mấy, đem chụp cái MRI có một chậu nữa, nếu mà chủ làm MRI trẻ thì chứ cũng là 1 triệu mấy, có thể nói là bệnh tâm có 3 triệu mấy rồi. Nhưng khớp giải pháp cũng về, hai cái xét nghiệm có trọng lên khoảng 500-600 ngàn, chỉ cần một cái thủ thuật trẻ thì chỉ cần khoảng 100 mấy ngàn có thể đón được cái nhóm bệnh. Khi đó thì chúng mình làm tiếp tục cho xét nghiệm của chuyên khoa nói sao vô. Như vậy thì cái bệnh nhân viêm trong viêm khớp dạng thấp, nếu mà mình thử ra mà có viêm là 1 điểm, mà không có viêm là 0 điểm, là cái điểm C trên lâm sàng, cái điểm C là còn D, D là thời gian xuất hiện triệu chứng. Nếu mà mình hỏi coi cô đau là bao lâu, mình móng tay cô đau, cổ tay cô đau bao lâu, mình bị đau cái đây 3 tháng, 3 tháng là trên 2 tuần, 3 tháng là từ 6 tuần trở lên 1 điểm. Ở cu đau hôm nào cũng có đau có 2 tuần, 1 tuần là dưới 6 tuần là không có điểm nào. Như vậy mấy bạn học đi đi bố là thấy giờ chúng ta điểm trước học nha, cái này dễ đúng không? Cái câu mà D thì chỉ cần hỏi câu biết thời gian này, C với B thì chúng cho xét nghiệm là biết rồi. Còn A là mình học thì mình hiểu biết học thì sao? Thì mình chỉ có nước mình đếm thôi đúng không? Mình còn đếm thôi, còn đếm không tay hình và buồn đếm không tay. Như vậy thì khi mà muốn dạy nó như khớp dạy thấp, mấy bạn phải chú ý chữ B và chữ C, ít nhất phải có một điểm nào đó nằm trong B với C, ít nhất hai, hoặc là B hoặc là C phải có ký điểm, có ký điểm cho cái 6 điểm này, nó không có ký điểm khả năng mình chẳng sai, chẳng có sai như cái bệnh án nói là thói quá nhiều khớp. Thì thói quá nhiều khớp thì cái tiêu chuẩn A, tiêu chuẩn A là trên 10 khớp đúng không, trên 10 khớp là được 5 điểm rồi. Rồi thói quá khớp thường là bị nhiều tháng nhiều năm, có ra đau nào đau có thể 3 năm hay là 5 năm hay là mấy tháng gì đó, để nó được 1 điểm là 6 điểm, mà 6 điểm là đủ cho có những khớp dạng khớp cái tiêu chuẩn này đó. Cho nên nếu mà không có B, C, không có tiêu chuẩn A, F không thay đổi, MTCCP không thay đổi, VS không thay đổi, CLB cũng không thay đổi, không có kiến từ điểm nào hết, thì cẩn thận sẽ bị đánh bóng dư tính giả này, nó cẩn thận nhé. Cho thường muốn có là chắc chắn là phải có B sẽ đóng góp ít nhất 1 điểm, để tại sao đóng góp 1 điểm cho 1 điểm cũng chưa chắc đâu. Thật sự nếu mà nói nha, C là thói quá góp nhiều góp tình trạng viêm này, C nó đóng góp điểm không? Có, nó B ớt cũng tăng nha. Cho nên thật sự thì có B đóng góp là tiền tầm. Nhưng mà cái xét nghiệm này không phải là tiêu chuẩn vàng của những khớp dạng thấp đâu nha, nó cũng còn tăng cho một số bệnh lý khác, lupus một số bệnh khác nữa nó cũng tăng nhưng mà tỷ lệ tăng không cao. Mà lupus thì sẽ sử dụng kỹ thuật khác để phát hiện nó, nhưng tùy theo từng bệnh nó có những đặc trưng phát hiện. Dù lupus thì dựa vô cái tiêu chuẩn nó da, dựa vô cái tiêu chuẩn nhạt dịch cái đó nó không biết hết, nên có nhiều biết được nó sẽ có. Như vậy thì cái tiêu chuẩn 2010 này độ nhẹ độ nhiên tương đối tốt, mà nhắc các bạn là độ nhẹ quá cao, rất là cao nên cẩn thận nhằm với bệnh tối quá nhiều khớp. Tốt nhất là có B, C theo lý thuyết. Tiêu chuẩn này nói là phải có B, C không thiết theo kinh nghiệm lâm sàng của anh, phải có B không thiết mà là C. C cũng tốt nhưng mà C không mà có B cũng ngại ngại còn sợ thở sai. Các bạn biết tại sao ngại không? Tại vì cái bệnh viêm khớp dạng thấp này thuốc điều trị bệnh thứ nhất là rất là mắc tiền, cái thứ hai là rất là độc, khó là thuốc độc, nó chỉ tốt cho khớp thôi nhưng mà độc cho khớp khác. Mấy cái bệnh thuốc sát, mấy cái thuốc mà Actemra, Actemra, cái thuốc mà thuốc sinh học đó, rồi là mấy thuốc chính xác còn độc không có thuốc nào. Mấy thuốc nó độc lắm, kem tùy qua các cái chuyện nó không có những cái quen nó hay. Cho nên người ta nói đúng bệnh viêm khớp dạng thấp nó xài thuốc độc đó, còn không đúng bệnh thì xài thì người ta chưa bỏ hẹn là nguy hiểm, nó giấu triệu chứng không thấy luôn. Thì cho đi vô là không chết hết cái bệnh, ở số đông tốt thì cái thuốc nó vô nó không chết. Nhưng mà đâu ai lấy cái người là cái muốn mà làm con người đâu, cái muốn tạo là con người đâu không biết. Cái muốn tạo mà làm chết cái gì tương đương cái muốn tạo thì có là nó là bệnh nặng, phải lấy cái ở đó là không nên nó mới dừng. Còn có bao tốt chỉ cần cái muốn nhẹ nhàng thôi là không chế rồi. Cho nên đúng bệnh nhưng có khác mới bắt đầu lại thuốc. Cho nên cái chỗ này thì là hỏi là đúng. Cho nên nếu mà không có về thành cho thuốc thành tớ lớn thường là cũng phải 3 tháng sau xét nghiệm nữa,
3 tháng sau xét nghiệm nữa, mình làm lâu nên là nó không lâu được nữa. Để sử dụng những kỹ năng trong đầu, sử dụng cái tình giải quyết từ đó nhiều lần. Và đó là nỗi lực cuối cùng là bóng lớn tốt là viêm phổi giải cấp. Sợ nhất là hai người nó sẽ đánh lộn nha. Giai đoạn đầu chắc là không việc được đâu, rất là khó một việc. Khi những hàng người các bạn học nhiều kỹ thuật thế có chỗ nào không hiểu được mặt nhiều kỹ thuật không? Có khó tiêu chuẩn hàng 10 này. Khi năm các bạn bệnh học tiêu chuẩn này có khó không? Anh giải thích gì chất lượng này em? Mà khi sao học kia nghe thắt hai ba buổi thì chắc hiểu rồi. Tiêu chuẩn là 1987. Anh không biết là thầy cô các bạn dạy 2010 1987. Thầy cô dạy 1987 thôi. 2010. Hai cái luôn hả? Thầy cô đọc giải cấp. Cái này quên, từ đầu anh quên nói, giờ biết nói thầy cô đọc giải cấp. Cô này cô Nguyên hả? À, thầy Nguyên đó hả? À. Nói chung trước đây thì cái tiêu chuẩn này nó khó kiếm lắm, giờ lên mạng chạy lên Google sợ ra tiêu chuẩn mới không? Đánh đánh về là tiêu chuẩn số mới tới 2017, khó chứ. lý thuyết của lâm sàng thì ra chấp nhận cái chuyện
và đối xứng với nào, chỉ có là cái dạng cái khớp đó đối xứng với dạng bên đây, ví dụ như đây có ba ngón bự, ba có ba ngón gần, có ba ba khớp ba ngón thôi, bên đây có năm ngón dẫn tôi là đối xứng. Các bạn hiểu chứ đừng bắt bệnh nhân là này có năm này năm nữa còn là đối xứng, đối xứng là qua cái việc hai bên bị một khớp dễ hay tới mấy khớp là đâu có đủ đâu, nếu sao có là còn là đối xứng. Đạt chứ da cái bài của cô Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nói với bạn đánh lên bác sĩ của chống bên là đau cô ghi rất là rõ ràng mô tả lý thuyết của hạt chứ da. Và cái hạt chứ da anh đã tả cho các bạn hôm trước nó là cục tròn. Hạt chứ da là gì? Hạt chứ da là cái cục hoành thấp bán ở lề đường, còn quốc là cái cục hoành thấp là cái sản phẩm sản phẩm nhà hàng năm sao không biết nói đâu. Có nghĩa là lớp da của mình nó cái da sát xương biểu xuống cái bàn ngón tay nè, và từ đó chút tới cổ chân, da là dày lắm, da là dày. Và cái nốt thấp đó là cái nốt thấp là cái nốt mà mình do cái lực ép mà tiếp xúc cái tay phản ứng mà nó to lên, phản ứng nó tạo ra cục phản ứng. Cho nên cái nguyên liệu của nó là gì? Là cơ, do lớp da bao lên, cho nên nó sao? Nó không có gồ ghề như là muốn đúng không? Cái này là do cái chất là cơ tạo nên, cho nên nó bao lại giống như cái cục bạch thắt, cái lớp da dày quá chỉ thấy được, không thể thấy được như trong, chỉ thấy gồ lên chứ không có lỗ nhỏ mà cũng không nhìn xuyên cái trong thấy được. Và cái hiếm tỷ lệ này hiếm lắm, tỷ lệ này ở người Việt Nam theo thống kê của cô Lan là chỉ có nhiêu, có 4% thôi, trong sách của cô Lan có 4%. 100 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, các bạn được phát hiện có 4 bệnh nhân. Cuộc đời các bạn sẽ gặp bao nhiêu bệnh nhân viêm khớp dạng thấp? Được 100 không? Được 25 không? Nếu mà bạn được 25 thì có thể gặp được 1 bệnh nhân. Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp anh khám cũng được hơn 100, anh không phát hiện được cái 4, tỷ lệ thấp hơn cô Lan nữa. Và anh phát hiện là những bệnh nhân mà có cái nốt thấp lên hạt cái da thấp là ở những bệnh nhân mà bệnh nặng. Bệnh nặng này thì mới xuất hiện gần vào lúc ở đây, có lúc có bàn tay là bụng đây này, nổi bụng bự lên chắc chắc anh khám được nó hai ba bệnh này. Tỷ lệ thấp lắm em đừng để ý tới lúc này, em sẽ không cầm đau, em không cầm như ảnh nội cơ xương khớp. Anh khám được từ vài năm của cái lực trình nội cơ xương khớp cũng hơn 100 bệnh nhưng có giải pháp, tỷ lệ nó thấp. Yếu tố giải thấp cái thanh dương là hãy nói RF CCP thử ra thấy tăng gọi là dương, gọi là đỏ màu gọi là dương. Dấu hiệu tiết quan có nghĩa là hãy nói cái hình ảnh tiết quan là có cái góc xương nó bị quýt vô và cái rốt xanh vào xương. Chẳng có xác định thì tiêu chuẩn 1.8.7 này nó đòi hỏi là gì? Từ tiêu chuẩn 1 tới tiêu chuẩn 4 là tiêu chuẩn lâm sàng đó, tiêu chuẩn hỏi thì thời gian nó phải là trên 6 tuần và nó đòi hỏi 4 tiêu chuẩn trên lên. Nhưng mà anh nói là tiêu chuẩn này để giải thích các bạn hiểu về mặt tiêu chuẩn học đó, tiêu chuẩn này các bạn xài phát hiện bệnh nhân dễ từ 3 tới 5 năm sau nó phát hiện được dễ lắm, đừng có xài tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn kia mà phát hiện mà còn qua khỏi giai đoạn cuối 6 tháng thì tiêu chuẩn này biết chừng nào ra tiên lượng và thì thường người ta nói bệnh như có giải pháp thì giới nữ sẽ có xu hướng bệnh nặng hơn nam, và tổng lương nhiều tốt thì bệnh nặng hơn là ít tốt. Cái quen bị nặng sớm thì nặng hơn. Yếu tố giải pháp là mấy cái RF, PCCP, dương là yếu tố tiên lượng nặng. Yếu tố khác là ADR4 đã nói cũng là yếu tố tiên lượng nặng. Và biểu hiện ngoài tốt là nếu bị tổn thương mạch máu hay là kia cũng là một yếu tố tiên lượng nặng. Và tuổi thọ của bệnh nhân có giải pháp thì tùy thuộc mấy em quyết định, mấy bác sĩ điều trị họ cơ sở có quyết định. Nếu mà điều trị không đúng, sử dụng một tiêu huyết quá nhiều, cái tỷ lệ và là cái tuổi thọ sẽ ngắn lại. Và nếu mà điều trị không tốt, lúc năng hoạt động nằm tại chỗ, chắc tuổi thọ ngắn lại sẽ nằm tại chỗ sẽ có những bệnh đi kèm. Hoặc là gì tuổi càng cao, giới nữ cũng vậy. Qua cái phần điều trị viêm khớp dạng thấp
điều trị viêm khớp dạng thấp là một cái điều trị nền để đưa ra cái điều trị cho chuyên ngành thấp khớp thấp. Chính bệnh viêm khớp dạng thấp tác giả Amon 1983 đưa ra cái nguyên tắc điều trị chung cho tất cả các bệnh cơ xương khớp phải qua năm bước như chúng ta nói. Điều trị chính có nghĩa là điều trị cái cội của vấn đề, điều trị cơ bản là điều trị đúng cho bệnh, điều trị vô cái gốc của bệnh, điều trị biến chứng cho nó có biến chứng cho cái thuốc của hệ thống gây nên, và biến chứng cho các bệnh gây nên là biến chứng có hai loại bệnh dẫn tới biến chứng và mình cho thuốc uống thuốc vô bị biến chứng. Điều trị hỗ trợ là những biện pháp không dùng thuốc mà có ăn uống tập thể dục này kia rồi vật lý trị liệu chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng phẫu thuật thì đến cái đó là hỗ trợ và các biện pháp kinh tế xã hội là nghề nghiệp chúng ta sống như thuốc kháng sống này kia. Về cái thuốc điều trị triệu chứng hay còn gọi là thuốc giảm đau, cái là chung hoàng chất gây đau nó ở chiếc ga rồi mà sử dụng kháng viêm vô để chặn một phần cho quá trình viêm nặng thì thuốc giảm đau thì các bạn biết theo con bu theo bậc bậc của công ty tế thế giới nó có bậc một hai bậc ba chứ là nó rồi. Cái thuốc thứ hai là thuốc kháng viêm. Thuốc kháng viêm thì nó có hai loại, một loại là NSAID và một loại là bậc tiêm covid. NSAID thì nó chia ra ba ba thế hệ đúng không, một là cổ điển lâu hai là gì thuốc mới thuốc chế thuốc hai nhiều hơn thuốc một và nhóm thứ ba là những thuốc ship thuốc chế chưa được thuốc hai. Còn cái nhóm cộng tiêm quý thì người ta khuyên là không phải bệnh nhân viêm khớp dạng thấp không, mà tất cả những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cố gắng xài nhóm cộng tiêm quý ở nhóm chính giữa cộng tiêm quý giữa và tiêm quý có ba nhóm thấp là nhóm tiêm dùng thì do tính chất kháng viêm rất là yếu. Giữa là Prednisolone, đầu phân đó là Prednisolone và nhóm trên cao và nhóm kháng viêm cũng là cao và đề xa Prednisolone nhưng mà nó cũng là cái thuốc tác dụng phụ rất là nhiều cho nên người ta khi sử dụng cái nhóm giữa trong đó Prednisolone là một trong những cái kháng viêm nó có độ kháng viêm không thua gì đề xa Prednisolone. Cái vấn đề là cái số lượng cái mức kháng viêm cho nên dẫn sử dụng cái dẫn an toàn hơn là sử dụng đề xa Prednisolone cho nên trong họ cơ xương khớp không nên xài đề xa Prednisolone. Còn nhóm bọc đi thêm cho bọc đi xong thì không xài viêm kháng viêm yếu quá không đủ. Sau khi mình cho thuốc giảm đau là gì đó mà acetamol cộng với tramadol gì đó cộng với một thuốc kháng viêm nào đó thì dùng như NSAID là cộng tiêm quyết á thì bắt đầu sử dụng thuốc điều trị bệnh. Như vậy thì khi nào sử dụng cộng tiêm quyết khi nào sử dụng NSAID là do cái thuốc trị bệnh này quyết định, do sử dụng thuốc này bệnh này quyết định. Nếu bệnh nhân không có chống chỉ định gì hết, bệnh nhân này có thể sử dụng thuốc trị bệnh được, bệnh nhân có tiền xài, bệnh nhân có điều kiện bác sĩ hẹn 3 tháng lên tầng là phải nói thuốc trị bệnh đọc đọc cho gan cho thận cho bệnh cầu hạt cho phổi nên không có sát là đúng không, cho nên thường người ta khuyên là 3 tháng làm xét nghiệm gan thận và cầu hạt lần. Thì nếu mà bệnh nhân có thể có gan tái khám có tiền thuốc thì nó thuốc cổ điển không chi tiền không chỉ có là có gan tái khám thì xét nghiệm nhau thôi. Thì nếu bệnh nhân mà có điều kiện mà xài thuốc cổ điển được thì người ta khuyên nên phối hợp thuốc điều trị bệnh này với cộng tiêm quyết. Tại sao? Tại vì những cái thuốc này nó ảnh hưởng lên gan thận rất là nhiều. NSAID là một trong những cái thuốc ảnh hưởng lên gan thận rất là nhiều. Khi hai cái sử dụng chung thì chắc chưa đến 3 tháng người bệnh sẽ suy thận cấp chết. Thì định cấp cho thuốc tỷ lệ chết cao mặc dù mấy trăm phần trăm, còn cộng tiêm quyết thì thấp hơn. Và mấy bạn sẽ đặt câu hỏi là vậy thì sao cộng tiêm quyết tác dụng phụ còn ghê hơn cái chết nữa, nhưng mà giữa cái chết với cái có tác dụng phụ mà mình chỉnh được thì mình sẽ chọn cái có tác dụng phụ mình chỉnh được, cái kia là chết còn cái là có chỉnh được. Và đang nói đến câu là chỉ sử dụng những cái thuốc kháng viêm giảm đau phối hợp với nhóm thuốc cổ, nhóm thuốc trị bệnh này nè, chỉ nên sử dụng được từ 1-3 tháng đầu thôi. Sau đó là phải dừng thuốc điều trị triệu chứng nãy là ba cái cộng tiêm quyết. Cho nên trong thời gian sử dụng ngắn từ 1-3 tháng mình vẫn có thể mình giảm được cái bệnh mà mình nên thuốc không có vấn đề. Ý đó là mình sử dụng mà sử dụng giống như mình đang cầm dao vậy, sử dụng cộng tiêm quyết là cầm cái dao hai lưỡi. Mình sử dụng tốt thì tác dụng phụ nó đeo đềm. Còn mình sử dụng không tốt thì bệnh nhân sẽ ăn các dụng cụ nhiều hơn là cái hiệu quả mang lại. Thì hồi qua các bài học tiêm quyết sẽ nói về cách sử dụng cộng tiêm quyết. Như vậy thì chúng ta dẫn viên là sử dụng cái nhóm thuốc cộng tiêm quyết chung với nhóm thuốc điều trị bệnh. Còn nếu mà người bệnh thì chống chỉ định
gì đó không thể nào sử dụng thuốc trị bệnh mà là không có tiền trả thuốc hoặc là không có khả năng tái khám, về cái bệnh luôn không thể quay lên tái khám nữa, thì mình nên sử dụng NSAID để giảm đau từng giai đoạn, từng khoảng thời gian, như từ từng đợt. Nhưng mà xài theo cái hướng mà cho các viên giảm đau vô cái cầm tự cái đó thì hết đau rồi tái khám rồi đau lại, rồi hết đau rồi đau lại rất là nhanh, và một lúc nào đó NSAID không còn tác dụng nữa, lúc đó bệnh nhân cũng phải xài còn tiên huyết để khống chế thôi. NSAID một giai đoạn đầu thôi, sau đó nó bước vô con đường còn tiên huyết. Đồng thời do không có sử dụng thuốc điều trị bệnh này, bệnh nhân biến dạng, tại vì thuốc kia đủ giảm đau và thuốc trị bệnh, không sử dụng thuốc trị bệnh, bệnh nhân thấy nó bắt đầu biến dạng. Cho nên ta nói nếu mà về mặt y đức, nếu mà mình không có thấy bệnh nhân có giống dự định gì là bác sĩ thuốc trị bệnh cho người ta, như vậy thì biết là lúc nào xài còn tiên huyết, lúc nào xài không xài huyết là biết rồi. Bây giờ nói vào cái phần gọi là thuốc trị bệnh. Thuốc trị bệnh viêm khớp dạng thấp là chia ra 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất là thế hệ cũ, cổ điển. Thế hệ thứ hai là thế hệ mới. Thế hệ thứ ba là thế hệ cao nhất là thuốc sinh học. Thuốc sinh học là thuốc thế hệ rất là mới và cơ chế phân tử. Mức độ phân tử, tác dụng cơ chế mức độ phân tử rất là kỹ thuật rất là cao. Cổ điển. Trong thuốc điều trị cổ điển viêm khớp dạng thấp có nhiều loại, trong đó có 3 loại người ta khuyên có thể sử dụng. Một là methotrexate, hai là sulfasalazine và ba là hydroxychloroquine. Trong đó ta nói thêm không nữa. Nếu không có chống chỉ định, thuốc lựa chọn đầu tay là methotrexate. Không thì bạn nhớ, bắt buộc phải nhớ. Nếu không có chống chỉ định, thuốc lựa chọn đầu tay điều trị tốt dạng thấp để trị cho người bệnh ổn hơn là methotrexate. Còn kẹt quá chống chỉ định methotrexate thì xài anh sẽ chọn qua hydroxychloroquine, còn sulfasalazine thì hiệu quả không bằng. Còn mấy bác sĩ gia đình của Mỹ trong mấy cái đợt mà trao đổi trong cái hội nghị thì bác sĩ gia đình ở Mỹ máy xài hydroxychloroquine và có vẻ là nước ngoài người ta xài biết quán, có mấy bệnh nhân xài thuốc ở đây mình nhắn cái ngắn tay chứ qua bên đó gặp cái ông lùa ở trên là không có hợp mặt tay lắm. Cái thuốc thứ hai, nhóm thứ hai là thuốc mới. Thuốc mới thì đây là thuốc đưa ra thôi chứ người ta không sử dụng trong vấn đề viêm khớp dạng thấp, người ta biết là nó có cơ chế, nhưng mà thứ nhất là cái giá trị cao, cái thứ hai là hiệu quả nó không bằng cái nhóm thuốc cổ điển mà không bằng những thuốc sinh học, cho nên cái này là chỉ biết thêm thôi, là hiệu quả nó có nhưng mà thấp, chỉ biết thêm là nó có tác dụng nhưng mà không cao. Cái gì không cao mà có cái khác cao hơn, mình chọn khác cao hơn. Cái thuốc thứ ba là thuốc sinh học. Thuốc sinh học thì nó có nhiều nhóm nhé. Ví dụ như nãy nói nó kháng tế bào B, kháng tế bào lympho B, lympho T, TNF alpha, interleukin, cho tới interleukin 6 là hay nói. Bây giờ phân tích về mặt lâm sàng. Vì lâm sàng xài viêm khớp dạng thấp xài thuốc làm sao? Nếu cái này đang nói là gai tay điều trị viêm khớp dạng thấp 2017 của hội thảo học thế giới, hội thảo học ở Mỹ nghe nói này là cập nhật mới, tại vì đang theo cái hội thảo học Việt Nam rồi cho nên biết cái hội